Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon của Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, tức là 150-166 km/h, giật cấp 17. Những giờ qua, bão di chuyển rất chậm, chủ yếu theo hướng bắc-tây bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo quỹ đạo và cường độ của bão Sao La còn diễn biến rất phức tạp, khó lường do chịu sự chi phối của nhiều điều kiện. Trong đó, kịch bản cao nhất là bão đi vào Biển Đông, tiến về phía đất liền tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc.